Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của Phương Phong. Thì hôm nay tôi sẽ tổ chức một trò chơi đó, bịt mắt trốn tìm vùng quanh cái sân nhà anh Côn đây. Đầu tiên ụp xì để chọn cho người bịt mắt, sau đó người bịt mắt đi tìm người trốn. Ai bị người bịt mắt bắt được là người đấy bị ném 5 quả bông nước vào người. Ai là người bị bắt ít nhất là người chiến thắng, bị bắt nhiều nhất là người thua cuộc. Mọi người đã hiểu luật chưa? Rồi, chưa hiểu lắm các bạn ạ. Rồi, cứ chơi đi. Tưởng anh người bị mắt thì... Ui, ụp xì em ạ, ụp xì để chọn. Thế thì cái gì ấy à? Ụp xì. Nói chung là cũng tôi hiểu rồi. Nói chung là ụp xì để tìm ra người thua. Người thua để đi tìm mọi người. Một, hai, ba. À, ui luôn, trên luôn. Thế là đang nào thật tiên. Em ơi, em đi tìm thì em bắt được ai thì người đấy bị ném bóng nước, em lo gì? Rồi, lấy khẩu trang nhé. Rồi các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ kiếm tất cả mọi người đi trốn nhé. Tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ bịt mắt để họ đi trốn. Và họ sẽ đứng im. Rồi, ok. Chúng tôi chọn được vị trí thì chúng tôi sẽ đứng im không di chuyển nhé các bạn nhé. Này bảo đảm Phong không bao giờ bắt được tôi, thật tôi có chỗ rồi. Ngồi lên trên này. Không trèo lên người, lên thần nhá, không trèo ấy, nên không như trèo các bạn. Chỉ quanh sân thôi. Chỉ quanh sân thôi. Quanh sân con hiên. Quay sân lên hiên nhưng không được trèo lên cổng thì ai tìm được? Được. Nhá. Rồi ok. Được chưa? Rồi vậy là Phong đã bịt mắt xong. Đấy, bây giờ mọi người đi trốn đi. Rồi anh em tôi đi trốn nhá. Vinh làm gì ấy? Em đi trốn đi em. Đấy, đừng làm trò đùa lại với em. Rồi. Mày tìm xong chỗ trốn chưa? Rồi. Em chỉ cần gặt với lắc thôi. Đúng chưa? Rồi, vậy là Vinh đã chọn chỗ trốn xong nhá các bạn nhá. Bác Ngọt và anh Côn cũng đã chọn vị trí trốn xong. Rồi, sẵn sàng. Tất cả mọi người đã trốn xong, em đi tìm Vinh Phong ơi. Theo phân tích của em ấy, thằng Vinh chuyên trốn ở góc. Bây giờ sẽ mò dần dần ở từ cái cửa đây vào góc, đảm bảo bắt được mình trước. Đi. Rồi các bạn ơi, sao tôi cảm giác sân này to thế? Thì mãi chưa thấy này, rõ ràng Vinh vừa tôi nghe tiếng ở đằng này. Có khi nào Vinh chạy thèm không? Vinh chuyên gian. Vinh ơi! Vinh! Cây, mai đúng không? Chơi hết cả trên hiên mà em. Chơi trên hiên ạ? Phong nó tưởng là không chơi trên hiên, nó không lên tìm. Đây tóc Vinh rồi. Đấy Vinh này. Tôi bảo rồi. Tôi biết ngay Vinh nó chuyên trốn ở góc. Trên tuần ạ? Ờ, ăn không ạ? Như vậy tôi bắt được Vinh qua đây. Được. Như vậy là lượt đầu tiên là Vinh đã bị tôi bắt nhé. Rồi chúc mừng Vinh nhá. Bây giờ ra để bọn anh ném bóng nước một người. Ném bóng nước một người. Rồi cố gắng nghe em nhá. Cố lên. Được phép ném, người ném. Mỗi ông ném 5 quả đấy em ạ. Mấy yêu có được ném không? Né, đừng im. Em cho em quay mặt vào tường để nó đỡ vào mắt nó đau thôi. Chứ không được né. Mà đấy, em né thoải mái được. Đừng né. Cố lên em. Em né mà em bị lém vào mặt là em không được thế này thế lọ nhá. Thôi cho nó quay mặt vào tường được, không vào mặt nó rát. Mỗi người 2 quả. Mặt vào mặt cho mù mắt đây. Vào mặt. Đứng kia. Đây rồi. Mỗi người 2 quả thôi. Em ơi thoải mái. Sao thế? 5 quả đây. 3 quả rồi. Đó là đi sắp sắp. Ừ. Đi. Rồi, né đi em ơi, thoải mái. Rồi đây. Ai. Đưa xuống rồi. Ui giời.
Mày nóng căng thế. Mát á, trời lắm rồi, em bóng bay mát quá. Ôi, thích em đi tìm à? Ừ, em đi tìm. Em bị bắt em đây. Giờ em ghét ai thì em đi tìm người đấy. Bây giờ em ghét ai bây em phải phân tích được, hiểu không? Ai hay trốn ở chỗ nào? Chịu. Chịu gì không? Bây giờ phân tích anh Côn mà hay anh Côn hay chui giúp thì em tìm được cái xóa xỉnh nhỉ? Đúng rồi, đấy. Phong thì hay tìm trèo lên cây thì em tìm ở đâu đấy chẳng hạn. Ai trèo lên cây? Ý là anh đang trêu thế. Phân tích rồi. Okay. Rồi, đấy thì bây giờ em bịt đi. Rồi. Bây giờ tôi bị nhá. Tôi bị bịt. Bị em phải bị như đấy. Bị đi thi à? Đấy à. Rồi, Vinh ở này khả năng không tìm ai thật. Đúng lên rằm thật. Nhưng có cho thời gian để ấy không tìm đến trên rằm thì không đi Phong. Tìm nhanh mà. Tìm nhanh mà. Tìm nhanh mà. Tìm nhanh mà. Đợt cả chứ. Trong vòng khả năng 5 phút là thôi chứ. Không, đi Phong. Chẳng may nó không bắt được ai thì làm nào? Bây giờ phải 30 phút nó không bắt được người làm nào? Thế là quy định của em tầm 5 phút em ạ. 5 phút nữa. Chưa được 5 phút cả. Không đến 5 phút đâu. Xanh người chưa được 2 phút. Cái sân này là đi. Đi. Ôi, không phải đấy đi. Quy định thế thôi em ạ. Rồi. Làm gì làm sân này làm gì có chỗ nào mà sân này em thì có chỗ nào mà trốn. Sợ nó không mò được ai. Thì sợ chạy thôi còn chạy thì ai chơi chạy mày ngáo à? Ai luật đâu có cho chạy rồi. Rồi. Chưa? Rồi ok. Xoay vòng đi. Không có xoay vòng. Ôi chơi dàn vừa không có xoay vòng đâu. Rồi, rồi. Chơi công bằng tí mọi người nhỉ. Quay đây. Xoay vòng thôi. Bị tai vào. Trời chả cơm bằng gì cũng đang bị tai nữa. Tự bị tai vào. Đây. Rồi các bạn ơi, tôi vẫn chiến thuật cú nha. Thà tôi bị bắt. Các bạn ơi, vừa Phong như thế nào tôi như thế giờ bảo bắt tôi là bị tai khoai vòng các kiểu. Thế mọi người thấy bảo như thế có ăn gian không các bạn? Trời có ăn gian thì mày phải xác định vị trí xong mày lần theo hiểu không? Ừ. Thì nó dễ. Chứ đừng đi lằng nhằng là không bắt ai đâu. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi trốn nhá. Trốn đi. Rồi, tất cả mọi người đã trốn xong rồi em ơi. Xong chưa? Xong rồi. Thành công? Thật. Ok nhá. Đứng im tại chỗ nhá. Chỉ vẫn đứng im mà không ai chạy cả, không ai chơi ăn gian với okay. Em đâu. Đây tôi ra cổng này. Cổng đâu? Cổng đâu? Cổng đâu? Đấy mà cái cổng. Đây. Đấy không phải cổng em ạ. Đây phải cổng. Không. Đấy là cái hàng rào. Hàng rào, đây hàng rào. Chép ai đây? Đấy mới là cái cổng. Chép ai đây? Dép thằng ngu nào ai biết được. Tôi đã đi ra đây trước à? Vinh đang tìm lại cái đường ừ. Phong vừa lấy tìm các bạn ạ. Tôi lại tìm lại chú Phong thì nữa Phong ơi, chết rồi gì ảnh thân chặt. Thế bắt được rồi. Ui, đi đây. Phong súng sống rồi Phong ơi. Chạy đi đâu, tôi trả thù Phong rồi. Ui. Phong ơi. Ê, cái gì đấy? Gờ. Phong đứng im nữa. Chết Phong rồi. Cổ đây rồi, Phong ơi. Chạy đi đâu. Vào. Tôi đánh lừa Vinh thì lẻ, Vinh thì lẻ không bị lừa. Em ơi em đọc sút vào cái ghế nó là nhựa chứ có vẻ gì đâu mà em kêu. Đuổi. Thế này khả năng Vinh tìm tới tối không tìm thấy ai thật. Đến tối sắp được rồi đấy. Tôi đi quanh sân thì không tìm thấy ai. Xuống sân rồi sao nhỉ? Chưa em ơi. Anh Côn lên tiếng cho em ấy. Biết anh Côn chui trong đấy rồi. Chui tại trong đấy thì ai đây? Em bắt ngoặt. Mặc áo dài thì lẹ ra. Quái là Côn là không lên tiếng là Vinh kể thì nó đi thẳng. Trong đấy rồi. Anh đang ấy rồi. Anh lên đây là ai lên tiếng là cố tình ông Vinh bị bắt à? Vinh vào đây. Đây. Vinh vào đây mà thò ra là hết toàn gai luôn. Gai này thế này không? Tôi cố tình bị bắt là Vinh vào thò. Thế là Phong bắt ngoặt cùng nhau à? Là nó đâm thủng tay, tôi cố tình gọi Vinh. Cháu biết là em biết thế này rồi, tôi băng ngoài đây, băng ngoài bị ném rồi. Ui, băng ngoài gọi đấy, không tí, cháu một tí, Vinh bắt rồi. Thế thế, mò tí nữa nào Phong chết ngay các bạn. Ui, anh đang gọi Vinh ra đây bắt anh để Vinh ăn nguyên cái gai à? Gai này. Rồi. Vinh khảo hát là đứt tay. Nào, băng ngoài bị bắt làm gì? Tí ướt. Nhắm mắt lên. Nào. Cơ cho mắt nào. Nó lên bơi quả đấy. Ôi trời. Ui, sao mày làm gì đấy?
Ui. Hai cái thằng. Lấy mặt vào. Xem này, thế này. Ây. Đấy. Đúng sổ ác tổ thoảng. Có nghe chưa? Rồi. Không hề hấn gì các bạn. Ném mạnh lên thì... Thôi bây giờ thì mọi người đi lớp đi. Rồi. Tôi bắt chả khả năng cho không đến 2 phút rồi. Thôi, không phải đến 2 phút rồi. Không 2 phút túm được cả 4 người luôn. Ui ơi. Thôi. Không, túm Vinh thôi bác ạ. Rồi, Vinh tay to kia không chạy đâu được. Dạ, tôi sẽ... Phân tích. Bây giờ tôi sẽ phân tích này các bạn. Bây giờ tôi sẽ không cần dùng cái... vị trí nữa, tôi sẽ dùng theo mùi hương. Rồi. Rồi, Vinh thì... Hồi lách. Thì bây giờ tôi sẽ ngửi. Đúng mùi Vinh rồi. Chó thơm lắm. Chó thơm lắm. Sợ đến gần nó thằng Vinh thì với tôi ngất ở đấy thì không tìm được. Thôi mọi người chú ý. Rồi. Rồi, lần này tôi phải đổi chiến thuật, không chơi chiến thuật đấy nữa. Bác Ngọt biết rồi các bạn. Cứ vào đấy đi, không bắt được đâu. Rồi, vậy là anh Côn đã trốn xong các bạn ơi. Ừ. Ai trốn xong cơ? Phong cũng trốn xong rồi. Rồi. Rồi, tất cả mọi người đã trốn xong. Rồi. Rồi, đi tìm nhá. Rồi, dùng phân tích của mũi à. Mũi thấy như mũi chó à. Còn này ai mà chui vào đây là thôi, tôi không bắt nữa. Gì vậy? Đang chui đây rồi. Ui đít này. Bây giờ tôi sẽ không phân tích từ đầu các bạn. Từ đầu thì dễ. Tôi sẽ sờ từ đít lên nha. Bóc đít quả thôi à. Đít này căng lắm hả? Rồi. Đấy à. Đấy, đâu từ nào. Tóc đây rồi, à tai rồi. Ui, chân này còn nhiều lông nữa cơ. Giật phát ra nè. Có thể giật lông không? Ui, vẫn chịu được à? Đó. Ui. Lông này thưa, lông này ấy này. Thịt nhão này xem thì thôi tôi phải bóp đít lần nữa xem nào. Thôi, tôi giả vờ thôi chứ. Đây thực ra là túm được rồi các bạn. Nếu mà đoán sai là vẫn không bị đúng không? Người nhão này là chỉ có Phong thôi. À đúng rồi. Ui. Chết con rồi. Không hiểu sao trốn đây vẫn bị bắt. Tôi sống rồi. Mày mò vào đấy, cháu ngồi ngay đây rồi. Thằng rốt thế, thấy Vinh chạy vào đấy, em phải trốn ra chỗ khác thì em vào gần Vinh làm gì. Đâu đây, Phong vừa ngồi đây rồi, đứng im đấy rồi. Rồi, rồi Phong rồi nào. Rồi, có lên em. Vinh ơi, từ đây hất lại là mày cứ chui đấy. Đâu, trời đấy không ai kiếm ở đâu. Vừa mày ngồi chỗ chai kìa. Này, ngồi đây, ngồi đây, ngồi ngay này. Ngồi ngay này, từ chỗ này thì sợ có thấy ngay gì. Đó, chơi đi. Rồi, nhặt bóng bay. Phong nó yêu màu họ tím mộng mơ, tôi cho nó toàn quả tím này, quả hồng này. Rồi, Vinh. Vinh này em lấy 10 quả được. Ờ, quả em đúng sủ luôn này. Đúng sọ. Đúng sọ. Đúng sủ luôn. Đúng sủ rồi đấy. Đúng sủ rồi. Đúng sủ đấy. Đúng sủ đấy. Đúng sủ đấy. Vinh lẽ thẳng đầu Phong, được Vinh ơi, được. Em... Đâu, tiếp trượt các bạn, thế nào, nó bắt lên đấy. Đấy là đúng sủ. Cái lần này nhắm chuẩn hết các bạn ơi. Không chơi quả là chín quả này, không chơi quả nào. Thường thường bọn anh nhắm những ông mà chủ kênh là hay chuẩn. Vừa bắt các bạn thấy nhắm chuẩn không? Em phải tí bắt Vinh nhá. Bác Ngọt đang đúng sỏ, bác Ngọt đúng Phong mình cười. Cố gắng lần này bắt Vinh. Cố gắng bắt người khác. Rồi. Cố gắng bắt được anh Côn ấy, anh Côn tự nhiên nào đâu. Bắt Vinh em ạ. Cứ săn Vinh. Rồi tất cả đi trốn đi, trốn nhanh đi. Rồi tất cả đi trốn đi. Đấy. Phong ướt hết áo rồi này. Tất cả mọi người trốn đi. Bây giờ tôi không đi quay nữa, tôi đứng ở đây quay thôi. Cho đỡ lộ vị trí của tất cả mọi người. Không chưa? Chưa, từ từ. Mọi người trốn xong chưa? Xong rồi đúng không? Mình trốn chưa lên tiếng. Rồi, tất cả mọi người đã trốn xong em ơi. Rồi, đợt này tôi dùng mũi lại, giống Bác Ngoạt vậy. Nó bắt cô đầu tiên này. Ui.
Ai đấy? Độc đá cho nào mà? Chắc mày rất tổ ong. Tay anh Côn với tay Vinh to lắm. Cái này... Chà là đúng rồi, anh Côn có chán quá. Cái này là anh Côn rồi. Anh Côn tồi tệ đấy, anh phải trốn sau đít nó gì? Chưa gì trốn đúng đằng trước nó thì nó đi gái là đá vào còn gì? Anh chơi mới là không đá là anh ngồi ngay nó mà. Anh Côn ơi, đợt nào em giờ đi từ cổng đi vò. Ui. Thế thì đúng như sáng bảo đấy, vừa đấy đang ngồi sát nó nhưng mà ngồi sau đít ấy nhỉ? Ừ. Đây ngồi trước mặt đúng đường đi của nó. Thì sao nhận được anh ạ? Đâu, căn bản là tôi thấy mọi người bị phạt hết rồi, tôi muốn chịu chung cho mọi người để đoàn kết, các bạn hiểu không? Được. Rồi, anh Phong ơi, vừa anh Côn nhắm toàn sọ anh đấy, trả thù đi, nhắm mắt vào. Rồi. Nhắm mắt nào. Dạ, toàn vào tay ấy này. Toàn vào tay ấy. Rồi, thấy chưa? Rồi, lét thoải mái mà. Nhắm mắt vào. Dưa quý vị vỡ mà. Ui, ui, ui. Bóng mày, bóng mày. Hết rồi. Nát quá. Bơm nhé, bơm nhiều mà. Vỡ hết rồi nhỉ. Bơm thêm. Bơm thêm đi. Play nó bảo rồi. Rồi, bắt đầu. Rồi, đến lượt tôi chết mọi người đi trốn đi. Tí hí anh Côn ạ, để bắt được Vinh. À cho tí hí. Chơi ở chơi đẹp nhỉ các bạn nhỉ? Chơi anh sáng nhỉ, xui ở chơi tí hí. Thế. Đi. Này cố gắng trốn để cho Vinh bị bắt. Hầm Vinh. Cứ đứng sau đít Vinh kiểu gì em trốn được. Thôi vòng cuối này không thể chết được các bạn. Bây giờ mình phải tính toán làm cách nào để không chết được. Để cố gắng cho Phong hoặc Vinh chết thì anh em còn hành hạ được. Tôi chết thì anh em hành hạ lại một cười. Rồi, tôi sẽ tính cách thoát khỏi vòng tay của Côn nhá. Rồi, đi em ơi. Đi. Chơi chiến thuật, Vinh nó trốn chỗ nào đứng sau đít Vinh. Đấy, chiến thuật đấy Vinh Phong ạ. Vinh trốn đi. Ừ, mọi người trốn hết đi rồi. Đừng lên tiếng mà anh phát hiện được đó. Phát hiện đấy. Tức là mọi người đang chờ em trốn đấy em ơi. Ok là ok nhá. Đi trốn đi. Ok, mày cứ bảo sáng giao hiệu với sáng ơi. Rồi, đã xong, tất cả mọi người trốn xong anh ạ. Sao ạ? Nhanh không? Trốn nhanh nhỉ? Tôi sẽ đi tìm bụi rậm trước. Vinh nó đang cầm cây gai rồi anh gì? Gai anh sợ gì? Chiến thuật là anh lần từ từ anh sợ gì? Gai là đâm được anh mới là lạ. À, gai nó xiên chảy máu này. Không có. Ủa, không có à? Mọi người tránh ra, anh sút à. Này, anh sút à. Cẩn thận sút vào mồm Phong này. Vào mồm ai giới chị, vào mồm. Anh không nhìn thấy chúng mày, nhìn thấy chúng mày lấy tay đỡ. Tự lé đúng không? Anh sút này. Đây, là được xe máy chưa? Anh sút này. Biết rồi. Ta lại mặc áo chống lắng các bạn ơi. Lên tiếng đi. Mày mặc áo chống lắng rồi mày có lên tiếng không? Tao vả mày này. Kẹp cổ sao không thả được thôi. Anh Côn chưa tiến ra vả này rồi. Thì làm gì ai mặc áo chống lắng đâu. Bác ngọt đâu. Bác ngọt đổi cho cái đổi ý. Toàn sợ lắng rồi, toàn sợ đen tay rồi. Đen ta rồi. Thì tao đổi. Ừ quên rồi. Em ơi, chú gắt làm gì? Tí bị sút là mồm. Quả đấy mà không có cồn là thẳng mồm đấy. Thôi. Uy được mấy quả mà bảo bơm đầy thùng có phải lém cho đá tay không? Em ơi, đây là mỗi người hơn đây vẫn còn đầy nè. Này, Vinh. Kìa mọi người cầm thêm đi vẫn còn. Vinh đèn đúng rồi, trốn ở đấy đúng đưa đường anh Côn đi. Quả là quả cuối đấy anh em dồn hết sức vào mày em ạ. Anh em bây giờ mệt rồi anh em về nghỉ. Vinh ạ, quả đấy em trốn ở trên kia thì em thắng chắc rồi đi. Bảo rồi chỉ ai người ấy vào đúng đường đi là bị bắt mà vì chỗ này làm gì có chỗ trốn đâu. Em rút kinh nghiệm nên em không trốn ở góc nữa, trốn đường dài đây thôi. Bên trên ngồi cùng với Phong. Ôi ừ, cái quả nhỏ đấy lén vào đầu thì vỡ đầu. Mày đừng quay mặt đây.
Ném căng vào thế. Ui. Ui. Mày lẽ này. Mày lẽ này. Đứng gần mà. Đứng gần mà. Chúng mấy gì? Còn cái xô này, cầm xô lém lốt. Thôi hết rồi. Có xô đâu? Đổ. Đổ em. Đổ đâu quá? Thôi. Cho nó mát. Mấy quả chúng ra hết các bạn. Các bạn ạ, anh em chúng tôi chơi vui vẻ đấy nhá. Như vậy là clip mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, các bạn. Bye bye.